Thắng gì? Cá cược. Sao quay như này không nói gì? Dạ. Mình quay hình ảnh. Vừa trên đây thằng ở trong chạy ruộng cái gà đá bọn lục lam mua khoảng hơn 100. Xong rồi dạ mua lại con kia 50. Thế là làm 1,5 lít đút vào túi. Mình ở bên ngoài rồi chưa nhặt được mấy triệu. Thì tôi cũng là trò như ông quan để đánh bạc ấy, mình có máu rồi thì mình cứ chơi thôi, nhưng mà cái này ông nào có mắt tinh hơn thì ông ấy được tiền. Nhà này hết ít gạch, không phải nhà nó bé nhỏ. Sao có xây máy vát nữa biết mà. Sao làm lại máy giặt rồi cái đấy. Đấy rồi bên này còn đắp chết này. Bên này bảo làm máy giặt, bây giờ mới làm bên này máy giặt thì chuyển đổi xây được hộ là để lỗ trống bên kia lỗ để rồi có máy kia ghép vào đục kìa. Thế mới đâu. Máy nhật đổ văng quanh, đổ văng vùng tròn, văng vòng quanh đáp ở chỗ nào vùng co à, thằng vùng co sẽ được rồi. Anh chở trên nhà Hùng xây chuồng lợn. Hùng co à đây mà. Hùng co à. 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 Hùng